các bạn đã đến với kênh YouTube của Đồ Mỹ. Đây là hành trình của Đồ Mỹ đến nay đã được 10 năm rồi nha các bạn. Để đi được chặng đường dài như vậy, hay mặt công ty trách nhiệm hữu hạn Đồ Mỹ, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý khách hàng đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Và thông qua kênh YouTube này, chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng về những thông tin, kiến thức, tất cả các sản phẩm hàng ngoại nhập mà công ty chúng tôi đang cung cấp. Bên cạnh đó, chúng tôi đã xây dựng thêm những kênh video giải trí ngắn, nó sẽ khiến cho anh chị nở nụ cười. Tuy nhiên, nó có thể lấy đi những giọt nước mắt của anh chị về những video cảm động về tình người, hoặc anh chị có thể bắt gặp được hình ảnh chính mình trong những video đó. Và đừng quên nhấn like, share và subscribe cho kênh YouTube của Đồ Mỹ nhé.